tóm tắt, vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, mẫu 1. Với những hình ảnh ẩn dụ biểu tượng, những đóa hoa, những món quà, tác phẩm vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ đã đưa ra một cách cảm nhận thiên nhiên xung quanh ta, cảm nhận bằng mọi giác quan, đồng thời gửi đến thông điệp về món quà và cách gửi quà, nhận quà. Qua đó cho thấy tình yêu thiên nhiên, tình cha con và tình cảm với những món quà của các nhân vật. Tóm tắt, vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ mẫu 2. Nhà của nhân vật tôi có một khu vườn rộng. Bố cậu bé đã giúp cậu nhận biết các loài hoa bằng cách sờ và tập đoán. Nhân vật tôi đã thuộc lào lào, chạm loài nào đều đoán tên được loài đó. Khi tí đem biểu bố những trái ổi to mềm cắn rất đã, người bố rất quý trọng chúng dù bố ít khi ăn ổi. Nhân vật tôi nhận ra đó là vẻ đẹp của món quà mình cho đi hay mình được nhận. Cậu cũng nhận ra khu vườn, người bố là món quà to lớn, quý giá của cuộc đời cậu. Sau đó bố lại nghĩ ra một trò chơi khác. Thay vì chạm thì bây giờ nhân vật tôi chỉ được ngửi rồi gọi tên. Khi đã thuần thục, bố khen cậu là người có chiếc mũi tuyệt nhất thế giới. Lúc đó cậu nhận ra rằng chính những bông hoa là người đưa đường, dẫn lối cho cậu trong khu vườn. Tóm tắt, vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, mẫu 3. Câu chuyện kể về nhân vật tôi được bố dạy cách nhắm mắt và sờ những bông hoa rồi tập đoán. Như vậy mà nhân vật tôi có thể đoán được tất cả các loại hoa ở trong vườn nhà. Ngoài ra nhân vật tôi còn đoán được các đồ vật trong gia đình và đoán được bố đang đứng cách mình bao xa. Sau rồi nhân vật tôi có thể chỉ cần ngửi đã biết được đó là loại hoa gì và không bao giờ nhầm lẫn. Điều này làm nhân vật tôi rất vui và mãn nguyện vì nhờ những điều đó mình có thể cảm nhận được cả vườn hoa theo cách rất riêng. Tóm tắt, vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, mẫu 4. Nhà tôi có một khu vườn rộng, bố trồng rất nhiều hoa. Buổi chiều ra đồng về, bố thường dẫn tôi ra vườn. Hai bố con thi nhau tưới. Bố hay bảo tôi nhắm mắt lại, dẫn tôi đi chạm từng bông hoa và đoán xem đó là hoa gì. Lúc đầu tôi nói sai, nhưng sau một thời gian tôi có thể đoán được tất cả các loại hoa trong vườn. Sau nhà tôi có một con sông nhỏ, những ngày hè bố thường dẫn tôi ra tắm. Một hôm cả nhà đang ăn cơm, mọi người nghe thấy tiếng hét. Tôi đoán ra được tiếng hét phát ra từ hướng nào. Mẹ nói rằng ở bờ sông, bố đã chạy ra, cứu được thằng Tí. Từ đó thằng Tí hay đem ổi sang biếu bố. Mặc dù bố ít khi ăn ổi nhưng vẫn vui vẻ ăn. Khi tôi thắc mắc, bố đã giải thích về giá trị của món quà. Bố lại nghĩ ra trò chơi khác. Thay vì chạm hoa, tôi sẽ chỉ ngửi và đoán tên. Trò chơi diễn ra liên tục cho đến khi tôi đoán được tất cả mùi hương. Đêm tôi mở cửa sổ và nói với bố hoa hồng đã nở. Nhưng bố không tin, xách đèn ra soi và đúng như vậy. Bố nói tôi có cái mũi tuyệt nhất thế giới.